Hôm nay mình sang thử món mì cay. Hộp mì này mua với giá 35k mua tại siêu thị nha các bạn. Có một miếng bò to giới thiệu ở phía trên cái hộp. Để mở thử xem nhé. Nếu như trong gói mì mà có thịt bò thì giấc mơ đã thành sự thật rồi. Chỉ có gói bột nêm. Rút kinh nghiệm ăn mì tôm nhiều năm thì mình đã chuẩn bị topping này đây. Mực ống 2-4-6 con tôm, 2 cây xúc xích cây, rau gồm có cà rốt, bắp cải, món không thể thiếu trong mì cay. Giờ mình đi chế biến nha. Mời các bạn thử cùng mình nhé. Cay quá các bạn. Xúc xích cay, nước mì cay, rất là ngon.